có mấy bài đầu của video thôi, mấy bài sau thì sẽ chửi bớt. Bài 1 là các bạn học về cái gì nhỉ? Bài 1 là về công cụ cơ bản đúng không? Và cách chọn lựa sắp đặt công cụ group linh tinh. Bài thứ hai là các bạn học field shop là mảng nét, basic tool và các công cụ cơ bản, những cái lựa chọn điểm neo. Cái điểm neo có nhớ không nhỉ? Điểm neo các bạn nên nhớ là nó có điểm neo đây, điểm neo tròn, điểm neo đây, điểm neo vuông, còn một cái nữa là nửa gì nhỉ, nửa tròn nửa vuông. Thì điểm neo tròn nó có cánh gì nhỉ, cánh tay đòn đúng chưa, nên cái này thì nó có một bên có một bên không đúng chưa nhá. Để chọn được các điểm neo thì các bạn dùng nhóm công cụ gì nhỉ, gọi là A, V là đối tượng, còn A là chọn điểm neo đúng chưa. Rồi, đấy là phần bài 2. Phần bài thứ ba thì các bạn sẽ học về thao tác với nhóm đối tượng. Đấy, ghi tiếp phần bài 3 nhá, thao tác nhóm đối tượng. Các bạn nghỉ học các bạn xem clip làm bài tập để đảm bảo tiến độ học nhanh. Bài 3 là thao tác với nhóm đối tượng. Thao tác với nhóm đối tượng. Trong phần 13 này các bạn có hai mục. Các bạn ghi phần mục 1 căn gióng nhá. Phần 1 căn gióng, gióng hàng các đối tượng thẳng nhau hoặc chia khoảng cách. Tác dụng của nó là gióng hàng các đối tượng thẳng nhau hoặc chia khoảng cách. Gióng hàng các đối tượng thẳng nhau chia khoảng cách. Thì mình sẽ mở phần 13 lên. Đây là cái bài tập của các bạn. Thì thứ nhất là các bạn nên nhớ cho mình là ở đây ấy, với Illustrator ấy, nó có một cái vùng các bạn gọi là vùng gì nhỉ, khổ giấy đúng không, khổ giấy. Còn xung quanh mình hay bảo nó gọi là phần gì nhỉ, nháp. Thì để các bạn làm việc cái phần này ấy, các bạn sẽ phải xác định được trong bài này, các bạn phải xác định được đâu là cái khổ giấy, và nên nhớ là cái khổ giấy nó có một cái cờ mờ mờ đây, còn cái hình bình thường ấy là nó không có. Để cho hình bình thường vẽ ra nó chỉ như này thôi. Đấy. Nó chỉ có viền và gì nhỉ? Viền và mảng thôi. Nha. Thì nha. Trong Illustrator khi bạn làm việc ấy, cái việc mà gióng hàng các đối tượng rất quan trọng. Ví dụ như ở đây là mình có khoảng độ là 3 đối tượng. Như này. 3 đối tượng. Thì yêu cầu của khách hàng nó cần 3 cái thằng này thẳng hàng. Thì các bạn không thể nào xác đặt bằng mắt được. Các bạn cần một cái menu hỗ trợ, nó là menu để gióng hàng. Cái menu gióng hàng này tự động hiện lên khi các bạn quét qua hai đối tượng trở lên. Thấy không? Còn một đối tượng là nó ra nhỉ? Nó không có. Gióng rồi đúng không? Phải có hai thằng mới gióng được. Các bạn có thể nhìn qua cái menu này bằng việc các bạn mở bảng là Window và Align. Đấy nhá, Align. Ghi này vào. Thứ nhất là để các bạn mở bảng Align thì các bạn sẽ vào Window, Align. Chia bảng là căn gióng window cửa sổ ấy, và align là căn gióng. Căn gióng lại. Phím tắt của nó sẽ là CF7. CF7. Đúng chưa? CF7. Nào. Trong bảng Align này thì các bạn sẽ có gì nhỉ?
thứ nhất là các bạn sẽ mở một cái menu, các bạn chọn show option để hiện ra các tùy chọn. Nó sẽ ra cho bạn thêm cái tùy chọn rộng hơn tí nữa, nó là mục đây, show option. Thế thôi. Các bạn có ba hàng: align object, distribute và distribute spacing. Cuối cùng có một cái phần nữa là align tool. Thì align object sẽ là gióng thẳng các đối tượng. Gióng thẳng các đối tượng thì các bạn nhìn theo đường thẳng, thẳng ở bên nào sẽ là gióng bên đấy. Thí dụ như ở đây sẽ là gióng trái, đây là đâu nhỉ? Giữa phải, trên, giữa và gì nhỉ? Dưới. Đúng chưa? Đó thì khi mà các bạn có nhiều đối tượng này muốn nó gióng bên trái, các bạn chọn cái đầu tiên. Đúng không? Gióng phải, gióng giữa như này và gióng phải sẽ là cái này. Trên thì sẽ là cái này, giữa sẽ là cái này và dưới sẽ là cái này. Để các bạn nhìn thấy hiệu quả thì các bạn nên thay đổi cái kích thước và màu sắc. Đó. Đúng không? Các bạn gióng. Muốn hai đối tượng nó thẳng hàng nhau ấy. Ví dụ như hôm trước các bạn làm cái các bạn có bài gì mà các bạn cần thẳng không nhỉ? Ở cái bài thứ hai là các bạn vẽ một cái nhiều cái nắp bia. Cái này. Có nhớ vẽ cái hình này không? Bo góc sẽ là bấm vào đây và kéo này vào. Đúng không? Biết rồi đúng không? Đó. Thì yêu cầu mình là mình có một cái hình màu xanh và hai cái hình màu trắng. Các bạn hôm trước là làm bằng Ctrl C, Ctrl F. Còn hôm nay thì mình làm kiểu này chẳng hạn. Mình có một hình nhỏ hơn. Bây giờ làm sao hai thằng ở giữa, các bạn chọn hai thằng. Các bạn căn thẳng theo chiều dọc. Và thẳng theo chiều gì nhỉ? Chiều ngang. Đúng không? Nó dọc dọc. Dọc ngang, nó tăng ngang. Đó, thế là cách các bạn làm việc. Còn nếu bạn nào giỏi hơn thì các bạn sẽ dùng lại copy Ctrl gì nhỉ? C. Và dán lên trên là Ctrl F. Thu bé lại. Cũng được đúng không? Đó. Cái thanh đầu tiên là như này nhé. Nếu mà các bạn chọn đối tượng nó sẽ là dòng đối tượng. Còn nếu bạn chọn điểm neo nó sẽ là dòng điểm neo. Tức là ví dụ như là mình có một cái hình như này. Các bạn muốn dòng 3 điểm neo thẳng hàng các bạn sẽ không kéo. Các bạn quét qua 3 điểm neo này và các bạn chọn gì nhỉ? Dòng. Cũng được đúng không? Còn nếu mà chọn V sẽ là dòng đối tượng. Nhá. Ok. Cái đầu tiên là dòng thôi. Cái thứ hai sẽ là chia đều khoảng cách. Distribute object là phân bố đều khoảng cách. Gì đấy mình nhá. Hàng thứ hai là distribute object là phân bố đều khoảng cách. Phân bố đều khoảng cách. Nguyên tắc của các bạn thì các bạn sẽ làm theo các đường thẳng. Nhìn các đường thẳng là các bạn sẽ thấy nó căn cứ ở đâu. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là nó đường thẳng nó ở trên vị trí gì nhỉ? Top, tức là bên trên. Ở đây là center, ngang là ở giữa. Đây là ở dưới, bottom. Nó sẽ có nhiệm vụ chia đều khoảng cách ở các vị trí mà nó sao nhỉ? Nó gạch ngang. Thì cái này ví dụ như các bạn có một hình như vậy. Các bạn có một hình như này. Có hình này. Bây giờ mình cần chia đều khoảng cách. Các bạn có thể là bấm vào cái này. Theo bạn nó sẽ chia đều khoảng cách của cái gì nào? Nó sẽ chia đều khoảng cách của các cạnh bên trên. Đây. Có thấy không? Ba cái này sao nhỉ? Bằng nhau. Còn nếu mà các bạn muốn chia đều khoảng cách cạnh dưới ấy, thì các bạn chọn cái thứ mấy nào? Cái thứ mấy? Thứ ba. Bấm đây ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái khoảng này bằng cái khoảng này. Khoảng này. Đúng chưa? Thì tương tự như thế thì đây sẽ là chia đều ở đâu nhỉ? Ở giữa. Cái này sẽ chia đều cạnh nào? Nhìn đấy. Gạch bên nào? Bên trái đúng không? Đấy, mé bên này, ở đây, ví dụ như là chỗ này. Và chỗ này. Chỗ này. Đúng chưa? Đó. Thì đây là các đối tượng kích thước khác nhau. Còn nếu bạn có kích thước, đối tượng kích thước bằng nhau thì nó chia rất dễ. Ví dụ các bạn có hình đây chẳng hạn. Bây giờ nó bảo là các bạn phải chia thẳng hàng ấy, thì các bạn phải chọn tất cả bọn này. Các bạn gióng hàng ngang,
gióng hàng nhá, và chia đều khoảng cách. Thì cái này chia theo như này, như này, như này, hay là chia như này, chia này đúng không? Thì các bạn phải chia theo cái gì nhỉ? Cái bên dọc này thì các bạn cần cái này được, bởi vì bấm ở đây ấy, thì cái đoạn này, đoạn này, đoạn này nó bằng nhau. Và các bạn bấm vào đây nó cũng thế, bấm đây thì rất là gì nhỉ, tâm nó bằng nhau, còn bấm đây là cạnh bên gì nhỉ, bên phải bằng nhau, nó không khác gì đó. Thì cần hai cái này để các bạn tạo ra các đối tượng sao nhỉ, lồng đều, hiểu chưa? Đấy, cái thứ ba thì distribute spacing, tức là chia đều khoảng cách, hoặc là phân bố đều khoảng cách. Distribute spacing tức là phân bố đều khoảng cách. Dùng cái chuyện đây. Object là đối tượng đúng không? Đối tượng. Cái bên dưới là distribute spacing là khoảng cách. Nó được cái là nó có cái giá trị để các bạn phân bố. Ví dụ các bạn muốn mỗi cái là khoảng độ là 0 chẳng hạn. Các bạn chia ra thì này. Bây giờ mình cần cho nó đấy nhá. Muốn mỗi thằng này nó xếp khít với nhau ấy, một là các bạn xếp này. Hai là các bạn sẽ chơi cái trò là chọn tất cả. Các bạn chia nó rồi nhỉ, cách nhau mấy nhỉ? Không. Hoặc là cách nhau bằng 10 cm. Các bạn chia thì mỗi thằng cách nhau 10. Không chẳng hạn. Nó sẽ ra nhỉ? Khít với nhau. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái này sẽ là có cái đường thẳng này theo chiều gì nhỉ? Chiều dọc. Tức là sẽ chia theo kiểu này. Đúng không? Còn nếu mà các bạn chọn cái này sẽ là phân bố đều khoảng cách nhưng mà theo chiều ngang như này, hoặc là theo trục ngang đúng hơn. Các bạn muốn mỗi cái cách nhau theo trục ngang khoảng độ là 2 cm. Các bạn bấm đây. Đúng không? Các bạn chia dọc này, dáng dọc này. Thì từ đây đến đây sẽ là mấy nhỉ? 2 cm. Còn nếu muốn như này mà để nó bằng 0 thì các bạn chọn 0. Đúng không? Hiểu chưa? Đấy. Một cái phần tiếp theo là align to, tức là giống với cái gì? Tiếp phần này nhá. Align to là giống với cái gì? Hoặc là làm việc kiểu gì? Đông người ấy, ui ôi, đóng cửa khoảng độ 5 phút rồi bắt đầu là buồn ngủ, mệt, hít hết oxy. Thì ở line tool là gì nhỉ, sóng với cái gì? Các bạn tưởng tượng này, bây giờ trên cái trường học có một cái sân trường. Đây là cái sân trường. Sân trường tương ứng với khổ giấy ấy, thấy chưa? Trên trường học đấy nó có cái gì nhỉ? Có một đứa học sinh, có một cô giáo. Có một cô giáo. Cô giáo thì phải có 2 quả. Đấy. Đấy, cô giáo. Ôi trời chết. Cô giáo phải là màu vàng. Ừ, sao nhỉ? Màu nước. Đây đây, màu hồng đây. Và thế nhỉ, đây là một thằng nữa là con của bộ trưởng chẳng hạn. Ở đây, con cô giáo đi. Anh sẽ lấy một thằng nữa là sao? Sao Hàn Quốc. Các bạn có đây là gì nhỉ? Dân chơi. Màu vàng. Rồi thằng này thì to quá. Thì bạn sẽ thấy là đây là một cái lớp, cái trường học nó gồm nhiều cái cá nhân như này. Thì bây giờ ấy, nếu mà các bạn nếu mà có lệnh của nhà trường, nếu bạn có lệnh của nhà trường, tất cả cái gì nhỉ, giáo viên và học sinh đứng thẳng hàng nhau tại chỗ, thì các bạn có thể là sao nhỉ, chọn bọn này và các bạn giống nhau như này, không sao hết. Nhưng nếu nhà trường bảo là tất cả và giáo viên học sinh phải đứng ở giữa sân trường, thì các bạn cần chọn cái chế độ thứ ba là gióng với sân trường. Thấy không? Thì khi các bạn chọn gióng sân trường đấy, các bạn sẽ thấy là gióng nó sẽ nhảy vào đâu nhỉ? Giữa cái gì nào? Cái khổ giấy. Hiểu chưa đâu? Đấy. Còn các bạn có một cái giá trị nữa, nó gọi là key object. Key là đối tượng gì nhỉ? Chìa khóa. Tức là tất cả các bạn phải gióng theo con của bộ trưởng. Là thằng này. Đấy.
Đây, các bạn thấy bấm vào nó tỏa sáng này, nó sáng đậm hơn tất cả này. Lúc này mình gióng ấy là kể cả cô giáo ấy là thằng nào đấy thì cũng phải đứng thẳng, thằng màu gì nhỉ? Màu đỏ này. Được chưa? Có 3 trường hợp, tự đứng với nhau, đứng theo sân trường và đứng với con bộ trưởng. Đúng không? Đấy thì với 3 cái như này các bạn có thể hoàn toàn làm việc được rất nhiều thứ. Trong trường hợp như bài như này ấy, mình yêu cầu các bạn làm gì nhỉ? Thành một cái website này. Các bạn phải làm sao cho các cái hình như này nó thẳng hàng nhau. Sau khi các hình này thẳng hàng nhau lại phải đứng ở giữa gì nhỉ? Giữa cái sân trường, giữa khổ giấy. Các cái bọn này phải đứng thẳng hàng với gì nhỉ? Các cái icon. Đấy, ví dụ như cái hình màu tím này, Sporting Equipment. Cái Sporting Equipment phải nằm giữa cái gì nhỉ? Cái màu xanh. Cả cái cụm Sporting Equipment nó lại nằm gì nhỉ? Thẳng hàng trên của cái gì nhỉ? Cái khổ giấy. Các nhìn thấy không? Nó lại có nhiều lần chia ra. Cái hạn thì dựa trên thông qua các cái mục như này. Hoặc là sau này các bạn thiết kế chẳng hạn, các bạn muốn một cái thiết kế nó nằm giữa khổ giấy. Ví dụ như các bạn có một cái ảnh như này, các bạn muốn nó nằm giữa khổ giấy như này, thì các bạn không đặt áng mà các bạn phải chọn cái chế độ thứ mấy nào, thứ 1 hay thứ 2 hay thứ 3. Thứ 2 hay thứ 3. Thứ 3 là artboard, là khổ giấy này. Các bạn sẽ chọn gióng với khổ giấy. Gióng đây là gióng thẳng chiều dọc này, đây là gióng chiều gì nhỉ? Chiều ngang. Thấy chưa? Một phát dọc và một phát ngang ở giữa. Đúng chưa? Còn nếu một trường hợp các bạn có hai cái ảnh chẳng hạn. Ví dụ cái ảnh này và cái ảnh này. Bây giờ mình xếp nó đẹp đây nhá. Nếu mà các bạn muốn gióng hai cái này đặt ở giữa này ấy, các bạn phải bắt buộc phải group lại. Thì lúc này mình gióng là mình gióng cả group. Chứ còn nếu mà các bạn không group lại ấy, nó là hai đối tượng rời rạc. Thì tức là các bạn gióng, trường hợp này là các bạn sẽ gióng hai cái thằng nó sao nhỉ, cùng nằm một vị trí luôn. Thấy chưa? Đó, thì các bạn phải biết group nha. Đấy, để các bạn ghi phần align tool này vào. Align tool, gióng này. Các bạn có 3 tùy chọn. Thứ nhất là gióng, tự gióng với nhau. Thứ hai là gióng theo đối tượng khóa. Và thứ ba là gióng theo khổ giấy. Cái thứ ba là gióng theo sân trường, đúng không? Sân trường ở đây là cái bộ giấy. Gióng theo đối tượng khóa thì chọn. Ừ, đối tượng khóa thì các bạn phải thêm một bước nữa là chọn đối tượng khóa. Đây, giới thiệu cho. Cái chọn theo đối tượng khóa ấy, thì các bạn thể quét qua và các bạn bấm một phát được. Có hai cách, một là các bạn sẽ phải quét qua. Các bạn không nhìn thấy, các bạn ngồi gần nhá. Và các bạn bấm vào một thằng làm key. Đây. Ví dụ này, quét qua này. Bấm vào nó một lần nữa. Thấy sao nhỉ? Nó đỏ lên. Thì tự động nó nhảy sang chế độ là gì nhỉ? Key luôn. Còn nếu mà các bạn quét qua xong các bạn bấm vào đây thì nó chọn ngẫu nhiên một trong các đối tượng này, các bạn vẫn phải chọn đến cái đối tượng các bạn muốn làm. Thì tốt nhất là các bạn quét qua, các bạn bấm luôn một đối tượng làm key phát là xong. Nếu có nhiều khổ giấy thì nó đóng theo khổ giấy nào? Mình bấm khổ giấy đây, ví dụ có hai khổ giấy này. Một thằng này, mình bấm đây này. Thế nhá, nhìn này, bấm vào nó khác này. Thấy không? Bấm vào chỗ này đậm đi này. Thấy chưa? Thấy đậm không? Bấm này, đậm này. Đấy, mình muốn gióng này với cái này thì mình chọn là khổ giấy. Bấm vào này. Gióng. Gióng, thế chẳng hạn. Thấy chưa? Còn muốn theo này thì bấm vào đây. Chọn đây. Như cái khổ, cái kẻ ở dưới kia thì... Cái này không phải là khổ giấy. Em phải phân biệt được đâu là khổ giấy, đâu đối tượng. Đây là đối tượng. Đúng không? Cái này em vẽ ra chứ khổ giấy là... khổ giấy nó là màu trắng, còn em vẽ một cái hình màu trắng này ra thì nó là cái hình thôi. Anh vừa bảo em là phải nhìn thấy đây này, khổ giấy nó khác đối tượng gì đúng không? Nó có cái mờ mờ bên cạnh ấy. Đó. Và hay nhất để các bạn biết đâu là khổ giấy thì các bạn sẽ ấn shift đi nhỉ. Hôm trước bảo bạn shift all, shift all để các bạn sửa đấy, thấy không? Thế này, khổ giấy thứ nhất này, khổ giấy thứ hai này. Nếu đây là khổ giấy nó sẽ xuất hiện khổ giấy thứ ba. Còn đây chỉ là đối tượng thôi. Hiểu chứ? Đây mình sẽ ấn F12.
F12 để trở lại như lúc ban đầu. Đây không, F12 nhá. Nếu mà các bạn muốn một cái file loot nó quay lại như lúc mà các bạn mới mở lên ấy, thì các bạn sẽ ấn F12. Thì bài này các bạn làm như này. Mình sẽ bắt các bạn ngồi vào đây này, ngồi đây này. Mình ngóc đầu lên đây thấy tội nghiệp quá. Vừa ở đây có bị cạn không? Thế thôi gì? Giống như ngày trước học cấp 3 cứ nhìn lên nóc nhà, cứ dúi đầu để nhìn cho nó ấy thôi. Thì đây là cái yêu cầu của các bạn làm. Còn đây là cái phần mình cho trước, đúng không? Nhiệm vụ của bạn phải làm nào? Phải làm những cái bên dưới này giống hệt bên trên. Thứ nhất là các bạn thấy là bây giờ mình có các đối tượng đây. Các cái thằng nào mà không phải group, các bạn group lại. Các bạn phải hiểu đâu là group và đâu không phải là group. Đây có phải là group không? Không, đúng không? Các bạn nên group này lại. Nếu mà ngôi nhà này nó đứng ở đây, muốn ở giữa thì các bạn phải chọn hai cái giống thằng A như này. Group lại. Cái hình này group chưa? Chưa đúng không? Group rồi bấm phát là nó đỏ hết tất cả này. Bấm đây chẳng hạn, nếu mà trường hợp nó bị lệch sang đây ấy, thì phải can dọc, cắt ngang, group. Cái này nữa, chọn tất cả, group. Cái này group chưa? Rồi. Group chưa hả Đạt? Rồi. Ok, cũng là Đạt kìa. Đạt kia nó hay đánh điện tử, quên mất. Đấy nhá. Các bạn sẽ có 5 group. Đấy, nhiệm vụ của các bạn thứ nhất là gióng group. Cứ để tính sau thì các bạn làm từ dưới lên. Các bạn làm từ cái nền lên trước nhá. Đặt đây. Chữ các bạn để ra chỗ khác được. Bây giờ làm cái nền. Cái nền các bạn phải đặt vào giữa màu trắng. Tức là đặt vào giữa khổ gì nhỉ? Khổ giấy. Thì các bạn muốn gióng cái nền vào giữa khổ giấy, các bạn chọn chế độ từ máy này. Thứ 3. Đúng không? Nào, gióng dọc và gióng ngang. Ok. Cái sporting equipment. Đây là nó thẳng hàng rồi, nếu nó lệch sóng ấy thì hai thằng này phải gióng thẳng hàng nhau. Bây giờ các bạn gióng hai thằng này thẳng hàng nhau, nó sẽ tự động nhảy về hổ giấy vì nó đang chọn thứ ba. Muốn tự gióng với nhau ấy, chọn cái thứ ấy nhỉ. Cái đầu tiên tự gióng với nhau này, group lại. Sau khi mà mình group được cái nhóm này rồi, các bạn nhận thấy là nó đặt ở vị trí nào nhỉ? Ở giữa. Và nằm ở bên gì nhỉ? Bên trên. Thì mình sẽ chọn vào gióng với khổ giấy. Và các bạn sẽ chọn là gióng ở giữa. Ở giữa sẽ là cái nào? Cái thứ mấy? Cái thứ mấy gióng theo chiều dọc ở giữa? Cái thứ hai. Đúng không? Gióng thẳng chiều dọc ở giữa. Và cái bên trên sẽ là cái thứ tư. Đây là cạnh trên. Chuẩn chưa? Nó sẽ gióng cái này theo cạnh trên. Thấy không? Sau khi các bạn gióng được các đối tượng này, các bạn thể chọn các đối tượng, ấn Ctrl 2. Ctrl 2 là cái gì nào? Khóa. Nhá, ghi vào nhá. Sau khi mà gióng một đối tượng ngon lành, các bạn thể ấn Ctrl 2 để khóa lại. Cái này nó còn không kiểu biết kiểu layer kiểu Photoshop. Hả? Cái gì cái này á? Cái này không có lựa chuyện layer, nó cứ thế nó vẽ cái nào nó tách ra luôn. Các hiển thị. À, nó ít hiển thị hơn là bên Photoshop. Photoshop nó có cái bảng layer nó xử lý nhiều. Layer thì bỏ bút rồi. Hết à? Bút đây. Mà quên. Đủ. Đây. Chưa? Khóa vào nhá. Mở khóa là Alt Ctrl 2. Khóa sẽ là Ctrl 2 và mở khóa là Alt Ctrl 2. Alt Ctrl 2. Alt Ctrl 2. Mở khóa. Khóa là Ctrl 2 và mở khóa sẽ là A Ctrl 2. Nha. A Ctrl 2. Thế bạn khóa nó không liên quan này. Bây giờ tiếp theo các bạn là nên làm cái gì nào? Cái gì tiếp? 5 thằng này đúng không? Bây giờ các bạn nhận ra nhiệm vụ gì để các bạn xử lý 5 thằng này? Thứ nhất là nó phải thẳng hàng theo chiều ngang. Và thứ hai khoảng cách của nó có bằng nhau không? Có. Bằng nhau đúng không? Thứ nhất là 5. Các bạn sẽ xếp 5 thằng này ra, đương nhiên là các bạn như ở bạn học cấp 3 ấy.
muốn gióng thẳng hàng thì các bạn phải bắt nó đứng như này. Đấy, các bạn bắt nó gì nhỉ? Tất cả thẳng hàng. Thẳng group à? Group nó thẳng hàng bằng mắt. Group nó thành một nhóm rồi làm sao mà thẳng hàng nữa. Nếu mà muốn cái nhóm này nó thẳng với cái gì thì mình group. Còn bây giờ nó đang như này, các bạn có mấy group chỗ này? Mấy group? 5 đúng không? Các bạn gióng thẳng hàng 5 group này theo chiều ngang. Có tại sao nhảy đây nhỉ? Tại sao nó không đứng tại chỗ? Mình đang chọn cái khổ giấy này, mình tự chọn nó không nhảy đâu hết. Rồi à, bây giờ mình sẽ gióng thẳng hàng. À mình sẽ gì, chia khoảng cách. Chia khoảng cách ở đây là nó chặt theo gì nhỉ? Này, 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 đúng không? Thì các bạn cần chia khoảng cách là cái hàng thứ hai. Chia khoảng cách ở đây là cái nào nào? Cái nào sẽ chia khoảng cách theo kiểu này? Cái thứ mấy nhỉ? Cái thứ hai từ bên phải sang cái này đúng không? Nó sẽ chia khoảng cách từ tâm ra các bọn này, đúng không? Đấy, các cái tâm này nó sẽ thẳng hàng nhau. Tưởng tượng chưa? Đấy, cái gióng này, đây các bạn tưởng tượng đây này. Muốn gióng thẳng này này, mình phải chọn kia. Chuẩn chưa? Cái nhưng mà bây giờ... Đâu? Cái này á? Đấy á? Cái này là gióng cạnh trái. Nó vẫn gióng được vì bọn này nó bằng nhau, hình nó bằng nhau, còn hình khác nhau nó khác. Nhưng bây giờ khi bạn đặt được như này rồi, bạn đặt vào đây ấy, là hiệu trưởng bảo là chứ năm bạn này đứng ở trên sân khấu này không đẹp, bắt buộc các bạn phải gióng lại. Thì thầy giáo sẽ bảo là cái gì nhỉ, cái thằng đầu tiên đứng lùi lại một tí, thằng gì nhỉ, thằng cuối cùng đứng lùi lại một tí, thằng này đứng lùi lại thế là không cần đúng không? Bây giờ các bạn, ba bạn ở giữa chia theo gì nhỉ, khoảng cách của hai bạn đầu cuối, chọn tất cả. Bây giờ các bạn chia lại, lại giãn ra đúng không? Các bạn nhấc vào đây chẳng hạn, các bạn chia lại chẳng hạn thì lại thành này, hiểu chưa? Sau khi mình có này rồi à, bây giờ nhiệm vụ của các bạn sẽ phải cho nó nằm ở đâu nhỉ? Ở giữa. Đấy. Bây giờ đặt áng ở giữa. Áng không được đúng không? Bây giờ theo bạn là cái nào để nó nằm ở giữa khổ giấy cả lũ này được? Các bạn sẽ phải group này lại. Lúc này các bạn cần group. Vì nó là một group rồi thì mình căn cả group này ở giữa được. Còn nếu không là group ấy thì nó sẽ xếp chồng nhau, đúng chưa? Các bạn sẽ gióng theo chiều dọc. Tại sao nó không tự gióng nhỉ? Bởi vì mình chưa chọn căn với khổ giấy, chọn cái thứ ba, gióng dọc theo khổ giấy và gióng gì nhỉ, ngang khổ giấy. Rồi, ok. Bây giờ các chữ này, các chữ này thì các bạn cứ gióng thẳng hàng theo chiều ngang này thôi. À, rồi bây giờ làm sao để cái accessory này này được? Bây giờ làm sao để bách thẳng hàng này được? Gióng chữ với cả một ai cũng. Nếu mà các bạn gióng này cũng được, khóa. Bây giờ mình chơi cho các bạn ý tưởng này. Các bạn sẽ chọn cái thằng này và cái thằng này, bấm một cái thằng này lại một phát nữa để nó làm key. Mình sẽ gióng dọc, nó không nhảy với bắt buộc nhảy thằng này. Chọn thằng này làm key, gióng dọc. Chọn thằng này làm key, gióng, thấy không? Nhảy theo thằng key. Đó, chọn quét xui này phải Ctrl G. Đối với chữ thì phải Ctrl G mới group được nhá. Gióng dọc. Đấy. Và apparel, chọn thằng này làm key và gióng dọc. Thế thôi, ừ. Đúng không? Ừ? Chọn hai đối tượng xong gióng luôn cũng được không? Không, gióng nó sẽ bị nhảy, em tưởng tượng này. Apparel vào này nhá. À. Em không chọn key ấy, nó sẽ bị nhảy về... À. Đây là nó nhảy về gì nhỉ? Giữa khổ giấy. À, còn nếu mà tự chọn gióng với nhau ấy, nó sẽ gióng đến cái đường trung bình của hai thằng. Còn nếu mà chọn làm key ấy, thì thằng này bắt buộc phải gióng theo thằng này. Vì thằng này đã đúng đúng vị trí rồi, những thằng kia phải đứng theo. Nếu không chọn key thì nó sẽ không chọn key, nó sẽ bị nhảy lung tung ra giữa, ra giữa của hai thằng, ra giữa của hai thằng hoặc là ra giữa khổ giấy. Còn chọn key thì bắt buộc là thằng này đứng im rồi, nó là key mà, nó là bố tướng mà, sợ gì. Đấy nhá, cuối cùng thì các bạn sẽ sao nhỉ, xuất file. Thì xuất file thì các bạn sẽ file và export, đúng chưa? Các bạn thể ghi mục xuất file ảnh nhá. Xuất ảnh thì các bạn vào file export. File export. À, các bạn chọn đuôi của nó là đuôi JPEG.
lưu lại theo dạng gì? Server, Steam, Gpay. À, bạn lưu ở vị trí nào? Bạn chọn desktop. Cứ thế ấn lưu không nói gì cả. Nhưng mà trong illustrator này nó có một vùng nháp và một vùng phủ giấy. Nếu bạn muốn sort hết tất cả các đối tượng ấy, thì các bạn cứ thế các bạn server. Tức là nó sẽ sort như này. Còn nếu mà chỉ muốn sort trong khu vực phủ giấy thì các bạn đánh dấu vào gì nhỉ? U export. Đấy. Nếu này các bạn sort ấy, nó chỉ sort khu vực này thôi. Còn các bạn không đánh dấu vậy, các bạn sort cả những cái này. Nếu mà bây giờ mình nháp như này nhá. Đấy. Đây, đây là một dân chơi. Thì nếu bạn muốn xuất nó tất cả thì các bạn cứ thế Firefox. Còn nếu bạn không muốn xuất những cái thằng linh tinh ngoài khổ giấy này thì các bạn đánh dấu vào chỉ xuất trong khổ giấy. Thấy chưa? Export. Thì thôi, các bạn là linkport. Nói ra cho các bạn cái bảng là JPEG option tùy chọn của chất lượng ảnh. Quality tiếng Anh là gì nhỉ? Chất lượng, các bạn kéo hết chất lượng, cao hết cỡ lên. Và cái độ nét của cái ảnh các bạn sẽ để 300. Đấy. In ấn để 300. Tùy máy nữa, máy lở thì không phải nó nặng 300. Ngoài ra còn file nữa. Cái ảnh A4 thì 300. Nó khác với cái ảnh A1. Là một cái backdrop đá bóng 4m x 3m không nên để 300, nó rất nặng. Đấy. Đấy nhá, thì các bạn chú ý một xuất ảnh nhá. File con. Rồi. Chọn được cái này chưa? Chú ý cái này chưa? Xuất nhá. Để xuất trong khổ giấy thì bạn đánh dấu vào USBlock. Đó. Nha, ghi này bạn. Để xuất trong khu vực khổ giấy thì bạn đánh dấu vào USBlock. Các bạn đánh dấu này, để các bạn xuất ảnh trong khổ giấy ở đây port. Ra bảng JPEG option. Các bạn chọn chế độ là RGB để tung ảnh lên mạng. CMYK để các bạn đi gì nhỉ? Đi in. Đúng không? Ví dụ cái ảnh này mà các bạn tung lên website thì các bạn phải chọn RGB. Còn các bạn mang đi in để gửi cho khách hàng thì các bạn chọn CMYK. Nha. Xin lấy ra để in ấn này. Đúng rồi. Grayscale. Grayscale là đen trắng. Thế nên là RGB không nhiều. In được. Bây giờ tạm này đã, bây giờ mà giải thích ra nó sẽ là một tràng như trước bài. Trước anh nói ở bài Photoshop. Còn những cái nó ấy lắm, nó dài lắm. Kinh nghiệm. Ngoài ra thì chất lượng các bạn kéo lên 10. File nhỏ này, file lớn này. Ở đây là không có đo dung lượng. Dung lượng tính ra chuột phải. các bạn chọn cái resolution là độ nét. In ấn các bạn để 300. Không lên mạng các bạn để 72. Nha. Resolution là độ nét. In 300. Mạng 72. Pixel. Chỉ đây này, PPI per. Ngoài ra thì cái số 300 này không nhất thiết không nặng là 300. Máy lở thì có thể là 200. Nha. Đấy, ok. Đó. Bạn sẽ có một cái online. Thế thôi. À, các bạn sẽ xuất ra vị trí nào đấy trong máy các bạn. Đây nó sẽ xuất thành này các bạn. Rồi. Đấy. Cái 372 là cái gì? 372 tức là cái số lượng gì nhỉ? Cái chấm này này. Ừ. Nếu mà 300 là nó có 300 cái chấm này trong một diện tích. 72 đại khái là nó có 72 chấm. Thì đương nhiên 300 nó sao nhỉ? Nó nét hơn hay là mờ hơn? Nét hơn đúng không? Đấy. Ừ, đó, nhưng đương nhiên nó nặng hơn.
Rồi bây giờ các bạn thử làm luôn cho mình cái này, mở luôn này nhá. Các bạn thực hành luôn cho mình cái đoạn này luôn. Mở máy lên các bạn căn hết tất cả cái này và các bạn đóng lại.